À, xin chào buổi chiều mọi người á. Đây, hôm nay mình có đi coi như đi sưu tập ha. À, đi mua được cái cây nè, người ta nó hay nói giao lưu á. Mua thì nói nuôi thì nó mua cho rầu đây giao lưu giao liếc vậy ha. Đây. Mình đi mua chứ mình có đâu có đi xin đâu mà giao lưu á. Đó. Mấy anh bán mai á, bán mai đặc biệt bán hàng mình được bán mai á, hay dùng cái từ giao lưu á. Đó. À, cây này thì mình mua của người ta nói là cây cúc thọ hương zin á. Đây, này người ta đang bán 2-3 lần, này C5 nè. Rồi ở dưới đây là C9 á, đang bán 2-3 lần à. Cúc thọ hương zin vậy nè ha. Đó, mà cuối cùng ra được cái mặt bông này á. Cái mặt bông này mà người ta nói dám nói là mai cúc nè. Đó, nhưng mà được buồn cái nào. Hoa này cũng đẹp á, mai dảo á. Đó, mình thấy nó nở được mấy cái mặt bông rồi, mặt bông nào cũng vậy trơn ha. Đây là cái bông dạng nhỏ của nó nè, cũng cỡ 3 ngón tay nha. Đó, nó tròn như cái đồng tiền vậy chứ, 3 lớp cánh nè. Đó, màu vàng đậm, bò trĩ bu quá trời nha. Nó tròn xoe như cái đồng tiền ha. Đó, đây mình cũng gọi là cái hậu quả mà mua hàng trên mạng nè ha. Đó, cái này mà người ta nói là cái cúc thọ hương zin nè, mà đúng là cây này cây zin thiệt á. Cây này ca trồng từ hạt ươm lên đó, hoa tròn á, tròn những cái đồng tiền á. Cây này thì khá nó nút nụ nó cũng sai nè. Đây là một cái cây mai chắc suy cũng nặng á, nút nụ thấy cũng sai nè. Ra hoa thì chuẩn hết á, không có trường hợp mà hoa này hoa kia. Hôm nay mình cho nó nở hôm nay cũng khá nhiều rồi. Đây anh em mua trên mạng à, mua mai cúc thọ hương zin đó ha, biết con em là bị trường hợp giống như mình không ha. Đấy, cúc thọ hương zin nó ra mặt hoa này nè, đó. Tròn cái đồng tiền đó. Đó, tròn cái đồng tiền. Còn cúc thọ hương ở vườn mình ha, thọ hương này là ghép thì nó chuẩn á. Đấy, thọ hương thì nó phải như thế này á. Đó. Nó nhiều cánh á, nó có nhị rõ ràng, nở ngày thứ 3, thứ 4 thì nhị nó vẫn còn á. Còn cây mai đó thì nở ngày thứ nhất à, ngày thứ 2 nhị đủ mất tiêu rồi. À. Thọ hương á, thọ hương thì lá nó thon nhọn á, còn cái này lá bầu tròn. À, thôi kệ á. Nhưng không sao mà được thêm một cây giống mới nữa nè. Cây này là trồng từ hạt lên á. Đây cây Bình Định. Đó. Này mình coi của cái kênh thì cũng lớn lắm, kênh cuộc sống gì đó, cuộc sống gì ha, là bán cây này đăng bán là giá 1,7 triệu á, mình đến vườn, tại vườn mình mua giá 1,2 triệu nè, 1,2 triệu thì cái cây nó gốc cắm cỡ chắc nửa cụm tay, nghe nói cũng thường zin á, nếu mua thì chấp nhận mua thì chịu thôi ha. Đây mình thấy nói chung là khi mà mình thấy tư tế chỗ mình thấy người ta bán á, nó cúc là thấy tào lao rồi đó, nhưng mà thôi thấy cái mặt hoa này cũng ưng ý á, đó sau này quyết định rồi mình quyết định mua thôi đó, mình không có nói không có tranh luận là cúc hay là giáo gì hết trơn á. Đó thì anh em sau này anh em mua thì anh em hỏi kỹ người bán á, chứ cây này là không phải là mai cúc ha. Đó, nó ra cái phơm hoa mà cũng dễ nhìn đó, nó tròn vo, bò trĩ quá trời luôn, thấy chưa, vàng vàng bò trĩ nó lại đó, nó tròn xoe luôn, không có khẽ hở luôn ha. Đó, đọt nó ra thì nó đỏ đó, ít bữa nở nữa nè. Giống mới nha, này. Này, giống như Phú Tân nha, cái này cánh nó còn tròn hơn Phú Tân nữa nè, nhiều cánh á, đếm 3 lớp luôn á. Đặt hôm mình có thử cái bông mình đếm thử 22 cánh nè, 22 cánh luôn đó. Bò trĩ quá trí à. Đó. Cúc thọ hương zin là mà ra mai dảo á, chấp nhận á, đây mình chấp nhận thì mình mua về để nhân giống luôn để sau này chúng ta có được cái chúng ta có được cái hàng cây một cái mai dảo mà bông hoặc hoa mà đẹp á, giống mới nữa đây. Nó chịu nó hàng giống mai, biết như giống mới hay hoa đẹp ta lấy người ta ghép ra thì được giống mới thôi chứ không có gì á. Hoa này dễ thương chưa, dũng hình parabol luôn ha.
Điểm hình parabol luôn nè. Đó. Đây là buổi chiều á, hiện tại là khoảng gần 5 giờ chiều rồi. Đó, nó vẫn điểm hình parabol á. Nút nụ thì cũng sai đó. Rồi. Hạ anh em á, chắc khoảng chừng cỡ sau Tết á, 4-5 tháng nữa mình có giống này á. Đấy, hiện tại thì cái này là đang có sẵn ở vườn á. Nè, đây là cây gọi là cây nái, cây gốc ha. Đó, như là trong cái xui mà nó cũng được cái hên á. Đi mua cúc thọ hương zin mà nó ra cái mai này. Đó. Đây sẵn đây có cây cúc 2 tầng á. Cúc 2 tầng được ghép vào gốc thôi, nó rất là mạnh nè, nãy trổ hoa nè. Đó, trên hình ảnh thấy hoa đẹp ghê chưa? Thấy bự chán luôn ha. Cúc 2 tầng nè. Đây. Thời điểm này năm rồi người ta bán một mắt bo á là 500 ngàn á. 500 ngàn mà mua cũng không, dành giật mà mua cũng không có mà mua nữa ha. Đó, cúc 2 tầng ha. Đó. Cái người bán bo đầu tiên á, bán kiếm biết bao nhiêu tiền nè. Đó, cái bo tới chừng ra cái bông nè. Hình ảnh thì rất là đẹp á. Cái bông bằng đầu ngón tay à. Đó, khoảng 1 cm nè ha. Sao cái bông đại lộc nè. Đại lộc nó gấp 10 lần nha. Quá trí bự ra đại lộc nè. Đó, ví dụ như sau này chúng ta so hình ảnh á. Hình ảnh này cũng không biết được á. Thấy chụp ra phóng bự thiệt là bự luôn. Mà tới chừng so lại thực tế á. Bằng đầu ngón tay à. Đó. Mà qua hình ảnh á, hình ảnh thấy đẹp thật là thẹp đẹp luôn. Mà tới chừng ghép ra ha. Nói chung là bông này thì nó cũng dạng trung trung á, nó còn cái hàng bông nhỏ hơn á. Mà bông mình thấy mấy cái bông mà của cây lạc lá rồi ha, nó lớn hơn này chút xíu à. Nó khoảng chừng phân rưỡi ha. Này phân thì kia cỡ phân rưỡi à. Cúc 2 tầng á. Đó. Đây. Anh em qua là thể năm rồi ùng chạy theo giống á. Trên Facebook á người ta bán á. Đó. Mà giờ thấy cũng im rồi, tại vì ghép ra cũng biết mặt hoa rồi ha. Mặt hoa thì nói chung là nhìn thấy thì nó lạ ha. Nó lạ, bông này thậm chí nó còn nhỏ hơn bông cúc 150 nữa. Nhỏ hơn bông cúc 150 cánh nữa. Quá nhỏ đi ha. Nó lạ, độc lạ. Chúng ta sưu tầm một vài cây để chơi cho có này có kia ha. Làm giống thôi. Bên trong á, bên trong nó có một cái tầng cánh bên trong nữa, những cái bông bên trong nữa ha. Đó. Nó như bông, nhìn ngoài giống như bông cúc ha, bông cúc một xíu à. Đó. Cúc 2 tầng á. Bông cúc 2 tầng. À, quay trở lại đây, cái cây mình mua là cái cây cúc thọ hương zin này ha. Đây. Cái này thì chắc chắn là không phải là mai cúc rồi ha. Cánh ít đi. Này nó khoảng 20-24 cánh à. Ở mình đếm được là có bông là 22 cánh à. Hoa thì cũng ra chùm nè. Cái giống này cũng đẹp ha. Cái này nhân giống này cũng được. Hoa nó khích rịch luôn ha. Cánh nó khích. Đó, cái bầu tròn. Đó. Đây là một cái cây bình định zin luôn ha. Đây là mình quay tại vườn mình ha. Đây, đó tên tại vườn của tại nhà mình luôn chứ không phải quay của ai á. Đấy là quay của vườn của ai, kiểu như cái đầu dê bán thịt chó đâu ha. Đó, ở tại vườn luôn. Đó, thấy mặt bông rồi mới tiến hành ghép ra ha. Dễ thương á, nó tròn vo như cái đồng tiền nha. Mâm thì tự tự đưa vậy. Sau này mình làm giống này ra, mình sẽ đặt tên cho nó để phân biệt những loại giống khác à. Nó tròn hơn Phú Tân nữa. Từ khi ba thì nó tới giờ. Tròn vo luôn ha, màu đậm. Rất dễ thương ha. Không có khẽ hở luôn. Rồi cách đây khoảng 2 tháng mấy 3 tháng trước á. Đây, mình có quay mọi người cái cây mai cúc bi con này nè. Nè cũng đột biến từ hạt lên á. Đó, mình cắt qua một đợt bo rồi. Anh em cũng yêu cầu giống này nhiều lắm á. Chắc khoảng tháng mấy hay tháng mấy nữa nó cứng cứng mình gửi xa đây ha. Đây là cái hoa này ha.
là cái hoa nở bung xòe ra của nó nè. Lần trước nó nở là do mình bấm đầu cành á, nó dột được nó nở cái hoa ra vung lớp luôn. Đó, đây là gốc bứng á, đọt nó ra thì nó màu đỏ đậm, nó gần giống như cúc bi á, mà lá nó dày hơn cúc bi, nó thẳng chứ nó không có bị nhăn nhăn như cúc bi á. Đây là mình gọi là cúc bi con á, hoa rất là to luôn á, 3-4 ngón tay luôn ha. Cái bữa đầu tiên á, mình bấm chặn hút sôi ha, nó nở ra mình thấy đếm được là 9 lớp cánh á. Đó, nhưng mà gọi là mê lê cúc 9 lớp hoặc là mê cúc bi con á, mê cúc zin nè, là lấy ghép ra thôi. Cây này thì cũng đang nằm tại vườn mình á, cúc bi con à, hoa rất là to ha. Mọi người nở mà buổi chiều ở tại vườn á, có thêm một giống mai giảo mới là chúng ta xem được hoa của mai cúc hai tầng á, mai cúc hai tầng so với mai đại lộc, hoa phơm hoa đẹp á, nó lạ mắt. Rồi, chúc mọi người xem video vui và hẹn gặp lại ở các video sau. Xin chào.